Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học về lớp B2 bài 21 chương 157 nói về một cái câu bắt đầu hay là câu nối với chữ Dessen. Dessen là của ai? Dessen có là của ông đó và Deren là của bà đó. Hay là Dessen thuộc về masculine, Deren là thuộc về feminine. Cho nên mình cứ dịch cho dễ nhớ, cái này là của ông đó, của bà đó. Thì đây nó thuộc về loại là relative subject. Relative subject, cái phát âm của em á là phải nhớ cái phần cuối cùng chữ ch, chữ ch nó thì nó gọi tiếng Việt mình nó gọi là ch, cho nên gọi là relative subject. Tại vì chúng mình phải đọc thật là đúng. Đây lấy một cái thí dụ sau đây nha. Đây là cái trường nơi mà tôi đã tốt nghiệp lớp 12. Đó. Thì cái chữ nơi mà này này, đó là một cái địa điểm thay thế cho chữ trường. Tại vì đây là trường học nơi mà tôi đã tốt nghiệp lớp 12. Tức là mình có hai cách, nơi mà tức là một cái địa điểm. Còn đây là trường, ở cái trường này tôi đã tốt nghiệp lớp 12. Thì câu thứ nhì này đó, nó không nói về một địa điểm mà nói về một cái trường học, tức là cái chữ này là địa điểm này tôi đã điểm đi, còn cái chỗ này thì gọi ở cái trường này, tức là chỗ này người ta nói là ở đâu và cái gì, tức là ở đâu. Nếu mình nối câu ở đây thì gọi là ở đâu, nối cái câu đi là ở cái gì. Đó, hai cái này khác nhau. Tiếng Đức nó gọi là wo, tức là đây là gọi là wo, và cái này gọi là was. Hai cái này rất là quan trọng để mình phân biệt nó. Thì như đã nói, đây là trường nơi mà tôi tốt nghiệp lớp 12, tức là đi xuống in der Schule, tức là in der ich die Klasse besuchte. Đáng lẽ đúng đây là in der Schule, nhưng vì nó là một cái relative subject, cho nên bỏ chữ Schule đi, mình nói in der ich die Klasse besuchte. Các em phải hiểu là họ hiểu ngầm cái chữ su là đây, thì cái này nó có nghĩa là vast. Đây là câu vast, giống như trên này ở trường này thì đây là vast, tức là ý nghĩa của nó là một cái vast. He is the Schüler in der ich die Klasse besuchte. Đó. Còn nếu mình nói mà nơi mà tức là vô, thì he is the Schüler vô ich die Klasse besuchte. Đó. Hai cái này. Cho nên cái chữ in der này ám chỉ về was, mà wo là ám chỉ là ở đâu. Thì tất cả hai cái này nó đều là relative subject, hay còn gọi nó là Nebensatz. Lấy thì qua cái Beispiel là vừa rồi đó, thì cho thấy là relative subject cũng là một cái Nebensatz. Và với những và muốn đặt câu hỏi của nó để biết đâu đó, hoặc là hỏi là wo van vas vi varum, đó là những trường hợp mà gọi là với để hỏi. Nhưng nếu có trường hợp như mình nói về về bật, ví dụ như thì người ta dùng chữ article đi đôi với preposition như là in der, in dem, mit der, mit dem. Hai cái này á, tạm thời thì các em chưa tưởng tượng nó là cái gì cả, nhưng mà nói tóm lại ở chỗ đây á, là hoặc là mình dùng chữ vô van vas vi varum bên 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 để nối câu, hay là mình dùng cái preposition in để nối câu, thì tùy theo sau đó nó là dative, accusative hay là cái gì đó. Nhưng mà nối tức là một cái nối câu với nhau bằng cách dùng những câu hỏi hay là dùng preposition, chúng ta sẽ thấy có một điều đặc biệt trong một cái relative subject này á. Có thí dụ hai mấy cái thí dụ sau đây là các em thấy sự hết sức thâm thúy khi mình sử dụng những cái này và điều đó. Các em nhớ nghe. Nghe thí dụ nghe. My father schenkte mir eine Uhr, die mich sehr freute. Nghĩa là sao? Cha tôi tặng tôi một cái đồng hồ
Đi mix xe phải đồng hồ làm tôi vui. Cha bố tôi tặng tôi chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ làm tôi vui. Đi, tôi đi vua. Nhưng bây giờ, my father sent me a new vas mixer Freud. Ở trên dùng chữ đi, ở dưới dùng chữ vas. Vậy chữ vas này nghĩa là gì? Cái vas này không phải là cái u mà là cái điều đó, tức là cái việc tặng, bố tặng tôi làm cho tôi vui, cái điều đó làm tôi vui. Cho nên các em phải phân biệt, khi mình chữ đi có nghĩa là chữ u thay thế, nhưng chữ vas là thay thế cái hành động của cái này. Nhiều người người Đức họ hiểu khi mà mình nói my father sent me a new Dimitri Freud là nó biết là mừng, vui mừng là vì cái đồng hồ. Nhưng nếu mà mình lại nói my father sent me a new vas mixer Freud là cái điều đó làm cho tôi vui, thấm thúy chỗ đó và cẩn thận. Tại có nhiều người dùng chữ ai nữ là dùng chữ vas, cứ tưởng vas là thay thế cho ai nữ. Thực sự chữ vas này á, là thay thế cho chữ sang, tức là cái điều đó. Tương tự như Wir sind ans Meer gefahren. Chúng ta đi tới biển. Wir sind ans Meer gefahren. Ich war von dem Meer begeistert. Thì nếu mà mình dùng chữ là Wir sind ans Meer gefahren, von dem. Đó. Von dem tức là chỗ đó. Hay là das. Das macht. Tức là cái bé, cái me đó làm cho tôi vui. Nhưng nếu mình nói là Wir sind ans Meer, was Was, 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 was ist begeistert? Cái was này là cái chuyện fahren. Còn cái von dem này có nghĩa là cái biển, cái mè. Cho nên khi mình dùng cái chữ này đó, von dem hay là was là hoàn toàn hai nghĩa khác nhau. Wir sind ans Meer gefahren. Von dem, von der das, mach mich das begeistert mich. Và von dem ich begeistert war. Wir sind ans Meer gefahren. Was ich begeistert war. Từ was ở đây có nghĩa là fahren xuống mẹ. Cái đi phạt. Đó, tức là đi fahren, cái động từ fahren mà ra. Đó là cái điều mà gọi là quan trọng ở chỗ đó để các em hiểu được cái điều đó. Mình có thể nói một câu nữa là Wessen, dessen, deren. Wessen là của ai? Hay còn gọi là von wem. Wessen Auto ist das? Tức là cái xe auto đó là của ai? Hay là mình nói von wem ist das Auto? Nói tóm lại, khi mình dùng chữ Wessen thì mình có thể thay thế bằng chữ von wem. Cách thứ nhất đó là das ist das Auto von Udo. Tức là đó là cái xe của Udo, tức là mình cách thứ nhất mình trả lời họ khi họ hỏi Wessen Auto ist das thì nó là das Auto von Udo. Cách thứ nhì thêm S vào đuôi cũng được, ví dụ das ist Udos Auto có nghĩa là auto của Udos. Đây là hai cách trả lời đều giống nhau cả, das Auto von Udo, das ist Udos Auto. Để diễn tả phong phú hơn thì chúng ta sẽ dùng một cái relative với chữ dessen và deren. Tức là hồi nãy mình có câu đầu có nói mình có thể dùng lesson là của ông ấy mà der là của bà ấy. Chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái bài, trong cái phần sau đây. Nói tóm lại có hai cách để trả lời, hoặc là dùng chữ von hoặc là dùng chữ s. Và quy tắc hồi nãy có nói quy tắc làm cách nào để sử dụng lesson và der ở dạng relative sense. Lesson đó, như nó nói là của ông này, deren là của bà này. Tức là trong trường hợp nó là feminine hay là plural thì mình dùng chữ deren. Mà trong trường hợp nó masculine hoặc là neutral đó, thì mình dùng chữ deren. Đây là một cái đặc tính đặc biệt chỉ có nước Đức mới có. Tức là họ bắt mỗi một cái nôm mình đều phải có một cái article đằng trước. Thì article có thể là masculine, neutral hay là feminine. Feminine hay là plural. Đây là những cái này mà qua đó nó diễn tả được đàn ông hay đàn bà. Và cũng nhờ đó mà mình có thể biết là dessen hay deren. Nếu mình thí dụ ông hái nít và ông ấy là cô giáo,
không phải là thầy giáo. Có nghĩa là mình đọc cái này á, đọc theo văn của Đức, ông Hái Ních, vợ của ông ấy là cô giáo, không phải là thầy giáo. Nếu mình nói theo văn Việt Nam á, thì ông Hái Ních không phải là thầy giáo, có vợ là cô giáo. Thì nó tùy mỗi cái ngữ pháp. Người Đức thì họ lại thích cái câu ở trên hơn, có nghĩa là ông Hái Ních, vợ của ông ấy là cô giáo, không phải là thầy giáo, đó là người Đức. Người Việt thì lại thích câu dưới, ông Hái Ních không phải thầy giáo, có vợ là cô giáo. Đó. Thì người Đức họ sẽ nói Herr Heinrich, dessen Frau eine Lehrerin ist, ist kein Lehrer. Tức là ông Heinrich, vợ của ông ấy là cô giáo, thì chúng ta không phải là thầy giáo. Đó. Cái chữ dessen là tại vì nó thấy, hồi nãy có nói là của ông ấy. Nhưng thành ra mới dùng chữ dessen. Dessen Frau là của ông ấy. Các em thấy, trong trường hợp cũng thí dụ, bà Heinrich, chồng của bà ấy làm việc ở xí nghiệp là cô giáo, có nghĩa đó là nói theo tiếng Đức. Tiếng Việt thì mình nói bà Heinrich là cô giáo có chồng làm việc trong xí nghiệp. Rồi tùy theo văn chương của mỗi nước, ngôn ngữ của mỗi nước mà cách hành văn của nó phải thích hợp với đó. Một người phiên dịch giỏi thì họ sẽ dịch cái câu này bà Heinrich chồng bà ấy làm việc xí nghiệp là cô giáo, thì người phiên dịch họ không không phải là người giỏi mà họ dịch là bà cô giáo, bà Heinrich là cô giáo có chồng làm việc trong xí nghiệp. Đó. Nói tiếng Đức là như thế này: Frau Heinrich deren Mann, chữ deren tại vì nó là của bà ấy. Frau Heinrich deren Mann in der Fabrik arbeitet ist Lehrerin. À, phải dùng chữ deren tại vì là của bà ta. Mà câu này là một Nebensatz thì ra cái động từ arbeiten nó phải nằm sau cùng. Đây là văn chương Đức nhưng lại không thích hợp với văn chương Việt Nam. Văn chương lại là phải đổi cái câu văn này. Thầy nói là Herr Heinrich, dessen Frau eine Lehrerin ist, ist kein Lehrer. Một phiên dịch giỏi sẽ dịch là ông Heinrich không phải là thầy giáo, có vợ là cô giáo. Câu thứ gì? Bà Heinrich, deren Mann in der Fabrik arbeitet, ist Lehrerin. Đó. Thì người phiên dịch giỏi sẽ giống như lúc nãy. Bà Heinrich là cô giáo có chồng làm việc trong xí nghiệp. Đó là gọi là cái đặc hay là không phải cái thấu hiểu cái thâm thúy của mỗi ngôn mỗi một ngôn ngữ. Mình không thể nào cứ dịch từng chữ lại câu rất là ngớ ngẩn, mà phải dùng mà dịch theo đúng cái cách hành văn của một ngôn ngữ đó. Những thí dụ kế tiếp: những học sinh lớp A1 có thầy chủ nhiệm tên là Bayer. Đó thì đây là cách hành văn của người Việt Nam. Nhưng nếu mà dịch hành văn theo kiểu người Đức, những đứa trẻ hay là những học sinh, thầy chủ nhiệm của chúng nó tên là Mayer, đó là học sinh lớp A1. Đó. Thì hai câu này hoàn toàn giống nhau. Những học sinh lớp A1 có thầy chủ nhiệm là Mayer thì đâu có khác gì. Những đứa trẻ thầy chủ nhiệm chúng nó là Mayer, là học sinh lớp A1. Nhưng câu trên hợp với Việt Nam, câu dưới hợp với người Đức. Mình không thể nào mình kêu người ta viết theo cái văn của mình được, cái ngôn ngữ của mình được. Đấy, tiếng Đức họ sẽ nói như thế này: Die Jugendlichen deren Klasse, Klassenlehrer, tức là thầy chủ nhiệm, Meyer heißt, sind Schüler der Klasse 1. Đó. Chứ deren này tại vì nó là số nhiều, còn đây là của những người đó, của những đứa bé đó. Hồi nãy bài trước mình là dessen, nhưng đây là deren, tại vì là của những học sinh này. Thì các em nhớ này, người Đức, khi các em viết văn, các em cũng cố gắng viết văn theo người Đức, chứ đừng viết văn theo người Việt. Tức là các em viết văn theo người Việt thì họ cố hiểu nhưng mà họ cho rằng là không hay bằng viết văn theo người Đức, có nghĩa là các em nên dùng chữ deren. Die Jugendlichen deren Klassenlehrer Meyer heißt sind Schüler der Klasse A1. Các em hiểu. Và để làm việc uy bùng cho những cái này thì các em thử hỏi coi các em sẽ điền như thế nào: deren hay là dessen. Để dùng rồi, tức là của những đứa, của cái thằng bé đó thì phải dùng là dessen. Đi Schüler tức là số nhiều, thì giờ đây phải dùng là deren. Das Messen. Cái đặc biệt của chữ của tiếng Đức phải, mặc dù Messen là das nhưng ở chỗ này nó nhưng mà nó lại là con gái. Mặc dù là das mình không được dùng chữ das, dessen ở đây được tại vì nó là con gái.
Chúng ta phải dùng chữ deren. Các em hiểu nha. Tuy rằng là nó là das Mädchen, tức là đáng lẽ là phải dùng dessen, nhưng vì đây là con gái chính thức rồi thì phải dùng chữ deren ở đây. Thì ta nói das Mädchen deren Frau Udo heißt Jennifer. Das Kind thì lại neutral thì phải dùng chữ dessen. Das Haus thì cũng dessen. DL tên là số nhiều sẽ dùng chữ deren ở đây. Đó. Thì đọc lại một cái này. Thứ nhất là đọc rất là chậm. Der Junge dessen Schwester in der Schule ist bleibt noch zu Hause. Die Schüler, deren Lehrer heute nicht da ist, bleibt zu Hause. Das Mädchen, deren Frau Udo heißt Jennifer. Das Kind, dessen Mutter Angelika heißt, hat noch eine Schwester. Das Haus, dessen Tür blau ist, liegt in der Lenaustraße. Die Eltern, deren Kinder in der Klasse 1 sind, haben heute Klassentreff. Đó. Mục đích hôm nay thầy chú trọng vào cái ô vàng này để các em hiểu cách điền dùng relative infinitive để dessen với deren. Lấy tiếp tục thì chúng ta sẽ đe dung dessen Eltern verreisen sind ist krank geworden. Das Kind dessen Vater ich kenne ist 6 Jahre alt. Die Frau, deren Handtasche ich gefunden habe, hat sich sehr gefreut. Die Kinder, deren Lehrer krank ist, braucht nicht in die Schule zu gehen. Der Junge, dessen Elternverreise ist krank geworden, können wir gut sehen. Der Junge mit dessen Vater. Der Junge mit dessen Vater, tức là với bố của nó, ich gesprochen habe, ist krank geworden.